Dạ em mến chào quý cô chú anh chị bà con cô bác đã quay trở lại với kênh YouTube của hai anh em tụi em ha cả nhà, Hà Vinh Vlog và Quang Vlog 78. Và sáng ngày hôm nay cũng là ngày 26 tháng 7, hai anh em của tụi em thì cũng có mặt tại chỗ này để mà cập nhật một số thông tin cho bà con cô chú anh chị của mình trong và ngoài nước. Cũng mong cả nhà mình yêu thương ủng hộ cho hai anh em của tụi em ha quý cô chú anh chị. Thì cả nhà mình cũng nhớ là cái 26 tháng 7 này là quay trở lại cái 26 của tháng 6 vừa rồi là chị Hồng Loan và đi ra ngoài tò để mà giải quyết cái vụ HB và VH với lại em ve đúng không bạn? À, cái ngày đó thì em ve lại không có xuất hiện và cái ngày mà 24 này tháng 7 này chị Loan cũng đã chính thức lấy về cái bản quyền VH để mà đem về. À, ngày hôm qua thì chị có lên trên mộ để mà cúng bác năm thì để tỏ cái lòng thành kính và nhớ tới ba mình thì cũng ra lên báo với ba mình một tiếng là những cái gì của ba con đã đem về hết rồi. Chị Hồng Loan đem cái bản quyền VH về, ở đây bản quyền hình ảnh của cố nghệ sĩ nhằm mục đích là không để cho hình ảnh của cố nghệ sĩ tràn lan ở trên không gian mạng. Có một số người hiện tại bây giờ nhờ vào cái hình ảnh của cố nghệ sĩ để mà trên kinh doanh và trục lợi, nhưng mà cái kinh doanh trục lợi thì nó lại không sao, nhưng mà có những người mượn vào cái hình ảnh của cố nghệ sĩ bôi nhọ, ảnh hưởng tới công việc của chị làm ăn và ảnh hưởng tới danh dự của cố nghệ sĩ thì nó sẽ không nên. Cho nên là hiện tại bây giờ thì như chị Ni cũng đã nói, hình ảnh của cố nghệ sĩ đã được chị Ni, chị Loan quản lý rồi, cho nên là ai có dùng hình ảnh của cố nghệ sĩ thì hãy nên tháo xuống, đừng có để những cái trường hợp nó không hay rồi tới phiên chị Loan phải lên tiếng thì nó lại rất là mệt. Tương tự thì chị Loan cũng chỉ muốn bảo vệ cái hình ảnh, cái hình tượng của ba mình trong lòng của khán giả thôi, chứ còn ở đây thì chị Loan cũng không có muốn làm khó làm dễ gì bên cái vụ việc hình ảnh cả. Nhưng mà một số người đã trục lợi vào cái vụ hình ảnh của cố nghệ sĩ rồi lên trên không gian mạng cắt ghép rồi chỉnh sửa cái này chỉnh sửa cái kia, dù sao người cũng đã mất rồi, chúng ta cũng không có nên sử dụng hình ảnh một cách tự nhiên như vậy được. Với lại phải tôn trọng bọn hoàng trên sân khấu, họ là cắt ghép hình ảnh của cố nghệ sĩ đem ra để mà nói về cái vụ việc của chị Hồng Loan. Cái vụ việc của chị Hồng Loan với mẹ con cô Sáu đang tranh chấp tài sản là cái chuyện của hai người, còn cố nghệ sĩ đã mất rồi, đã là người mất quá cố rồi thì chúng ta không nên nhắc tới. Cái người còn sống phải có trách nhiệm giải quyết những cái vụ việc tại cái dương gian này, còn người đã mất rồi thì chúng ta để cho họ nằm yên ở dưới mồ sâu nó vẫn đẹp hơn là chúng ta cứ môi móc về những cái câu chuyện này hoài. Còn bên chỗ cô Sáu á, thì cả nhà mình nói tối ngày thì cứ anh của cô, anh của cô, con cảm thấy con làm đúng chưa, con làm chưa đúng thì trả lại hết tất cả những cái gì của anh cô cho cô, anh cô có cho cô cái gì đâu mà trả lại cho cô. Thì cái câu chuyện này cả nhà mình cũng thấy, ngày hôm qua thì ông đạo diễn hôm qua là ông rất là thân thiết với cô Sáu, chắc lúc này máu cũng lên tới não rồi sao á. Bữa trước thì đi qua kiếm cái bà cọt xèo vợ của ông Bảy cũng ngồi kế bên chèo kéo người ta ca hát đồ này kia nọ cho mình nghe rồi vỗ tay bạch bạch rồi hôm nay thì đi qua kiếm cô Sáu, mà em nhớ không lầm thì ông ta lại kiếm cô Sáu hoài chứ đâu phải là lần này mới kiếm đâu, lần trước cũng đã kiếm rồi. Xin lỗi gì xin lỗi hoài vậy ông đạo diễn, bớt xin lỗi lại đi ông, lại ông xin người ta cái gì, ông chỉ có đi xin tiền ở trên không gian mạng, xin những cái super chat của những con gà con nó cho ông không, rồi y tế rồi giả bộ rồi hôm nay rồi em xin lỗi chị Sáu rồi này kia nọ, tay chân nó không được bình thường không, rồi bên này mó bên kia làm gì làm chi đạo diễn ơi không. Trong cái câu chuyện này con người của ông là một cái người thể loại là vô đạo đức, nói thẳng ông đừng có tự cho ông là một cái người là coi như có kiến thức, ông là một cái thể loại là vô đạo đức đó. Cái thể loại như ông là sống giả tạo, ông tới nhà người ta ông thắp hương thắp đèn, ngày hôm qua ông tới ông nói là xin thời là ông đã từng ngồi uống bia nhậu với cố nghệ sĩ, uống cà phê với cố nghệ sĩ. Ồ vậy ông uống bia uống uống rượu với cố nghệ sĩ, ông không biết con gái của cố nghệ sĩ là ai sao? Là chị Hồng Loan đó. Mà hiện tại bây giờ ông nói là chị Hồng Loan là dẫn dắt ông này kia nọ, ông bao nhiêu tuổi mà chị Hồng Loan bao nhiêu tuổi mà chị Hồng Loan dẫn dắt ông, có phải con người của ông nó lú lẫn rồi không ông đạo diễn? Nó dốt dữ vậy, ông 50 mấy gần 60 tuổi, chị Hồng Loan mới có 30 tuổi mà đi dẫn dắt ông, thì ông nghĩ đi, vậy là ông khôn ở chỗ nào mà ông còn lên trên không gian mạng ông nói là ông tỏ vẻ giống như ông rất là thông minh vậy. Và trong cái câu chuyện này ông tới nhà Hồng Loan, ông lấy yến ông về ông ăn, rồi xong đó ông đi ra ngoài Má Tư Quốc Thanh ông kiếm ra thông tin, rồi sau đó Má Tư Quốc Thanh cũng bị ông chửi luôn, ông chửi không còn cái gì hết, thì ông lại đem những cái kênh YouTube của ông lên trên không gian mạng, ông lại nói là những anh em ở trước nhà là phá cái kênh YouTube của ông bị dàn tiền. Thật sự với ông dàn tiền là do ông lên ông chửi con gái người ta quá là nhiều về những cái ngôn từ mà YouTube không cho phép, và những cái từ ngữ mà ông nói liên tục để lặp đi lặp lại để nhằm mục đích là bôi nhọ hạ nhục con gái người ta đó. Mà không biết là cô Sáu có cho ông có gì hay không thì tôi không biết, nhưng trong cái câu chuyện này ông nên nhớ nè, anh em tôi
đi từ cái ngày đầu drama của Cố Nghệ Sĩ ngã xuống cho tới thời điểm này, tụi tôi chỉ một đường mà đi, còn có người mà có đạo đức giống như ông á, mà một cái đạo đức giả như vậy á, mà đi hai mang hai hàng thì sau này cuộc đời của ông có thì cũng sẽ giống như cô Sáu à, với chú Bảy thôi, đi tới đâu cũng bị chúng tẩy chay thôi, như cái chị Mì Xào cũng chuối, em thấy không? Bây giờ ai cũng nghe gặp người ta cũng ghét, người ta thủy nhổ vô mặt cả, chứ người ta không có thương những cái kênh YouTube thực sự. Còn ở lại nhà của chị Hồng Loan là những cái kênh YouTube mà đã đi từ đầu mùa tới cuối mùa. Mặc dù anh em tôi không được bà con cô chú anh trên không gian mạng biết, nhưng mà ít nhiều gì cũng được à, biết là cần cái kênh YouTube còn sót lại để bảo vệ cho Hồng Loan, để truyền tải thông tin, chứ không phải là những cái kênh YouTube dơ bẩn như ông và thằng em trai khắp trên công kia chuyên đi chèo kéo à, bên cái drama của Hồng Loan, rồi sau đó chạy qua bên chỗ cô Sáu nhằm mục đích là để kiếm view, kiếm like à, rồi bất chấp rồi chửi con gái người ta. Trong cái câu chuyện này nè, ông tới hỏi cô Sáu thì cô Sáu chỉ nói với ông một câu nói gì, ông nói là tâm đắc lắm đúng không à, cái câu nói là chờ đá hiệp hai bù giờ à, em ve cũng đã từng nói về tâm đắc đúng không. Tôi nói thẳng với ông, cô Sáu nói như vậy chẳng qua là để trấn an trong lòng của cô Sáu thôi, chứ thật sự tới thời điểm này là trong bụng của cô Sáu là cúi rùm cúi quắt lên rồi, thật sự là không có còn đường nào mà để mà gỡ được nữa hết trơn, không có hiệp hai hiệp phụ hay là đá lưng lưu bù giờ gì ở đây hết trơn, chỉ có chờ ngày đi ra ngoài tò. Rồi nếu như chị Hồng Loan à, ok hòa giải thì mẹ con cô Sáu đỡ, còn không thì tôi nói cho ông nghe, cái tiền án phí của cô Sáu á phải đóng nè, rồi những cái lá đơn mà trước kia cô Sáu gửi lên nè là không biết như thế nào, mà người ta kiện ngược lại cô Sáu thì không biết nữa cuộc đời của cô Sáu sẽ như thế nào thôi, chứ ông đừng có tỏ vẻ giống như là bên chỗ mẹ con cô Sáu là sẽ thắng chắc đó. Thì hôm qua là ông tới ông nói như vậy không, tôi thấy cũng mắc cười, cho nên là thấy cái sự dốt nát của ông thì tôi cũng buồn cười quá không. Hôm qua ông tới nhà cô Sáu các bạn đó, thì rồi bạn Hà Vinh có cái gì để chia sẻ với bà con cô chú anh chị mình về cái vụ việc cứ đạo diễn đi qua bên nhà của cô Sáu ngày hôm qua không? À thì ngày hôm qua là cái ông đạo diễn cô này, ông cũng qua ông gặp cô Sáu á, thì em cũng có xem cái live stream, và cái ông đạo diễn này á thì ông cũng tiếp tục á là bày trò mới là ông xin lỗi. Rồi ông nói với cô Sáu á là tại sao cái con vô ơn này nó lại làm như vậy? Ủa phải làm cho cô chú. Chị Loan cũng lên tiếng nói rằng là tại vì cái phía bên kia nó cứ là nó lên tiếng là nó nói chị Hồng Loan là người con không hợp lợi của Cố Nghệ Sĩ, cho nên là chị Hồng Loan mới lên tiếng mới lấy lại cái bản quyền BH. Thì hiện tại bây giờ là bên tòa án người ta cũng đã là chấp nhận bỏ thị Hồng Loan là người con hợp pháp của Cố Nghệ Sĩ, đỡ chi đỡ cho cái bên phía cô cháu gái này á nó không có còn mà ngông cuồng, nó không có còn mà phách láo nha cô chú đó, chứ nghĩ sao á là nó coi chị Hồng Loan là không ra cái gì luôn cô chú anh chị, đến nỗi á mà cháu con của cậu tôi đứa con nuôi không rõ nguồn gốc. Ủa sao không rõ nguồn gốc? Nếu không rõ nguồn gốc mà sao Cố Nghệ Sĩ ẩm về nuôi tới ngày hôm nay là 38 năm rồi đó, rồi bên kia nó rõ nguồn gốc chưa, nó đi tìm cha nó được chưa, mà giờ nó cứ chửi chị Hồng Loan đó. Vậy thì tại sao mà lúc mà còn sống chung với bác Năm còn sống á, tại sao mà không nói với bác Năm á là con của bác Năm là con nuôi đi cho ổng tán vỡ mồm ra, thật sự đâu có dám nói đâu, chính cô Sáu cũng không dám mở miệng nói luôn. Mà bây giờ thì bác Năm đã ngã xuống rồi thì bắt đầu là hai ngày sau lại có cái hiện tượng như vậy, thì cả nhà mình thấy trên cái đường like của Bùm Bùm đó cũng nói bọn gì nè, cái bác Năm mới vừa mất hai ngày thôi đó là bắt đầu là có biến rồi, nội bộ là có biến rồi, ở bên chỗ mẹ con cô Sáu đã rụt rịch cái vấn đề là chị Hồng Loan là con nuôi rồi, khi một số truyền thông mạng vào cái ngày 7 tháng 3 nhằm mục đích là hạ bệ chị Hồng Loan để mà chiếm hữu cái căn nhà hai cái thửa đất 88 kia. Nhưng mà bác Năm thì sống rất là linh thiêng, cái gì để lại cho con mình thì tất nhiên con mình hưởng, sẽ không có lý do gì bên chỗ mẹ con cô Sáu ở ké mà đòi hưởng hết tất cả những khối tài sản này cả. Cho nên tới thời điểm này bác Năm đã và linh thiêng để mà ủng hộ cho chị Hồng Loan lấy là hết từ từ những cái gì mà Cố Nghệ Sĩ khi sinh thời đã gầy dựng ra được. Chưa đâu nha cả nhà, còn cái huy chương vàng hiện tại bây giờ còn chưa có kiếm ra được. Một là nó nằm ở bên chỗ cái cô trợ lý kia, hai là nằm ở bên chỗ mẹ con cô Sáu. Nhưng mà nếu nằm ở bên chỗ mẹ con cô Sáu thì ngày giờ này chắc nó cũng đã ra tiệm rồi bạn ơi, chứ nó không còn ở đâu. Với cô Sáu thì vàng mà dễ gì mà cô Sáu bỏ qua, thấy không? Còn em ve thì cái gì cũng nhận hết đó, nhưng mà chỉ có những cái lá đơn mà để mà kêu gọi ra ngoài tò để mà giáp mặt thì không có nhận, còn tiền bạc là nhận được hết tất cả. Cái qua cái vụ mà bản quyền của bác Năm á là 80 mấy gần 90 triệu
thì tới thời điểm này là em ve cũng đã bỏ bụng rồi đó. Còn cái tiền chị Loan thì không quan trọng, chị muốn lấy về hình ảnh của cố nghệ sĩ để đem về thờ cúng, chứ không phải là cho bà con cô chú anh chị mình tưởng nhớ. Chị Hồng Loan cũng vẫn đăng ở trên trang Vũ Liên Kinh để cho mọi người mình vô xem, chứ không phải là không có đăng ha cả nhà. Ở đây á, thứ đạo diễn này á, nhằm mục đích là nói là cái vụ việc của chị Hồng Loan là lấy về như vậy là chẳng khác nào là bà con cô chú anh chị mình không được xem nữa, là chẳng khác nào chôn cố nghệ sĩ một lần thứ hai. Thì khứa này là cái dạng mà người dốt cầm đèn chạy trước ô tô mà người ta lấy về là người ta bảo vệ bản quyền hình ảnh của ba người ta, không muốn tràn lan ở trên không gian mạng. Có một số người giống như ông vậy đó, đi lấy hình ảnh của người ta đem về rồi bôi nhọ rồi nói xấu đó, chứ ông có nói tốt được trai đâu ông đạo diễn. Cho nên là qua cái câu chuyện này bà con cô chú anh chị mình cũng thấy ha, cũng cuối mùa rồi. Ngày mai chị Loan cũng sẽ đi diễn ở ngoài chống độc là ngày 27 tháng 7 nhằm ngày thứ bảy lúc 8 giờ tối. Thì cũng mong cả nhà mình yêu thương ủng hộ cho chị Hồng Loan và một cái vé để mà xem chị giao lưu với bà con cô chú anh chị mình ha. Còn anh em của tụi em thì tới đây cũng xin phép kết thúc video, cũng mong cả nhà mình yêu thương ủng hộ cho hai anh em tụi em ha. Bye bye quý cô chú anh chị mình ạ.